藏不住对你的喜欢啊，想起看见你的那刻，还是忍不住脸红啊，和你只是擦肩而过，眼睛红了。손차가가는사람하나없는내게다고만보고야미너해是心。Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới rồi đây. Nhân dịp Back to School thì mình xin giới thiệu cho mọi người một bộ son siêu lạ mắt, thiết kế đẹp và giá lại cực kỳ hạt rẻ nha. Đây là bộ son Luxury Satin Lipstick đến từ thương hiệu nội địa Trung GC. Bộ son này được lấy cảm hứng từ nữ thần Ai Cập và tái tạo sự quyến rũ của nữ hoàng tuyệt đẹp Cleopatra. Chính vì vậy nên theme chính của bộ son này được thiết kế rất là đẹp và tinh tế. Thân son được cầm rất nặng và chắc tay. Vỏ son theo tông chủ đạo là màu đen, vừa huyền bí mà lại rất là sang trọng. Phần nắp son được khắc và mang các hình ảnh khác nhau theo từng màu son và đều theo chủ đề Ai Cập nên nhìn rất là ấn tượng luôn. Vỏ son được siêu cẩn thận với lớp bọc trong suốt quanh thỏi son. Vỏ son màu vàng gold cứng cáp, chắc chắn và nhìn khá là xịn sò. Thỏi son bên trong cũng được khắc theo họa tiết Ai Cập nhỏ xíu dọc thân son, nhìn vô cùng sắc sảo và lạ mắt. Mình thật sự rất là bất ngờ với sự đầu tư này của brand luôn á. Bảng màu thì có tổng cộng là 10 màu và mình sẽ swatch đủ 10 màu cho mọi người xem luôn ha. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu vào video luôn nha. Ok, màu 301 đầu tiên này thuộc tông hồng nút đất, nhẹ nhàng có pha ánh nhũ vàng lấp lánh làm điểm nhấn cực kỳ đặc biệt cho màu son. Đây là một màu son khá xinh và tự nhiên, phù hợp để dùng hàng ngày và sẽ hợp với các bạn da trung bình sáng trở lên. Sẽ hơi kén da một xíu cho nên là các bạn da ngăm có thể suy nghĩ kỹ trước khi mua em này ha. Mang chiếc son satin bán lì nên chất son cực kỳ mướt, mượt mượt luôn á mọi người. Ngay từ lần quẹt đầu tiên mình đã phải wow vì quá mướt và lướt ở trên môi cực kỳ dễ dàng, y như bơ luôn vậy á. Chất son này giúp bặm môi và tán cửa lòng môi rất là xinh và tạo hiệu ứng căng mọng ẩn ẩn. Khi đánh phô môi thì môi như có một lớp dưỡng sâu siêu mỏng ở bên dưới, giúp đôi môi căng tràn sức sống mà lại ẩm mượt hơn rất là nhiều. Màu 01 này có ánh nhũ vàng li ti càng khiến cho màu son được nổi bật và đôi môi căng mọng hơn rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ swatch ra tay cho mọi người xem dưới hai ánh sáng khác nhau. Một cái là ánh sáng có ánh nắng nữa cho nên là tông nó sẽ hơi ấm hơn một chút. Còn một ánh sáng là không có nắng và một buổi chiều gần như là tối rồi, cho nên là ánh sáng nó sẽ hơi xanh một chút, thì để cho mọi người có thể nhìn rõ được cái màu son nó khác biệt như thế nào giữa các ánh sáng khác nhau ha. Tiếp theo 302 chính là một màu son có nhũ vàng đồng và đây là một tông màu đỏ rượu thẫm rất là xinh và tôn da, đặc biệt sẽ hợp với tiết trời mùa thu đông lắm luôn nè. Khi đánh lòng môi em này thì xinh xuất sắc vì độ lan màu đậm nhạt quá là đỉnh cao. Tông đỏ này vừa tôn da làm trắng trăng mà lại rất là dễ dùng ở trên mọi nền da, ngay cả da mặt mộc luôn. Kết cấu của son khá là mướt, mịn và mượt giống như là sô-cô-la vậy á. Cảm giác khi đánh son lên môi kiểu như là son đang tan chảy ra vậy á, vừa tinh tế mà lại rất là thoải mái và dễ sử dụng. Đầu son của em này thì thiết kế kiểu hình thoi nên khá là dễ trong việc thao tác và viền môi, nên đây cũng là một điểm cộng khá là lớn. Tiếp theo 303 là thỏi mình thích nhất từ thiết kế nắp tới màu son bên trong. Nắp son được thiết kế khác nhau theo từng màu á, cho nên rất là đặc biệt và mình thấy được sự đầu tư và chỉnh chu của bộ son lần này qua từng thỏi son luôn. Ok, quay lại thì màu 303 này thuộc tông cam cháy, hơi pha ánh đỏ gạch nhẹ. Màu son này khi đánh lòng môi lan ra thật sự là đẹp xuất sắc luôn á. Mọi người chỉ cần một lớp mỏng như mình rồi bặm môi tán ra là siêu xinh xắn rồi. À đúng rồi, em son này thì lên màu rất là chuẩn, đậm rõ dù chỉ một lần quẹt, cho nên hoàn toàn có thể đánh kiểu ombre một cách dễ dàng luôn. Riêng cái màu 303 này thật sự là xinh quá đúng không mọi người, hợp với mọi tông da nha. Và màu này thì có thể dùng trên nền da mặt mộc nữa. Em này thì không có ánh nhũ. Điểm cộng của chất son này là vô cùng ẩm mượt và dễ chịu, ngay cả khi bạn đang có một đôi môi khô khó ở vì quên dưỡng vào ngày hôm trước, nên là siêu phù hợp với các cô nàng môi khô không thích son quá lì. Môi sẽ luôn luôn căng mịn và hơi bóng nhẹ, nhìn rất là cưng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
304 chính là một tông hồng cánh sen. Màu này thì hơi khó dùng một chút vì khá là kén da và men răng, cần phải có makeup đi kèm và chỉ hợp với những bạn có tông da trắng sáng thôi. Tuy nhiên mình thấy nếu như bạn theo đuổi phong cách bánh bèo trong trẻo thì màu son này nhất định là dành cho bạn rồi đó. Mình đã cố gắng hử rất là kỹ cái mùi son nhưng mà mình không hử được mùi gì cả. Đây cũng là một điểm cộng siêu to vỡ khác. Không biết có ai giống mình không nhưng mà mình hay bị rù quá mê mệt bởi cái thiết kế đẹp đẹp á. Cho nên là cái em này mỗi lần mình mở son ra đánh mình đều quá là mê cái lõi son được khắc quá là chi tiết kia. Thích thật sự luôn á. Năm chính là một tông đỏ cam rực rỡ, năng động và trẻ trung. Màu này mình đặc biệt thấy hợp với mấy bạn học sinh sinh viên quá nè. Đánh nhẹ nhàng lòng môi là quá xinh luôn, không bị lố nhưng mà vẫn tươi tắn. Màu mộc xài thoải mái luôn nha, và lại còn vừa tông da trắng răng và hợp mọi tông da nữa. Đây cũng là một màu mà mình thích thứ hai cho bảng màu lần này. Em son này có chứa dầu thực vật và vitamin E giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho môi nên cảm giác khi đánh em này rất là thoải mái vì môi luôn ẩm mịn. Tuy có độ bóng nhẹ nhưng không hề bị bết dính mà rất là nhẹ ở trên môi. Chính vì vậy nên nếu đánh phun môi thì khi sinh hoạt vẫn sẽ bị dây ra khá. Tuy nhiên thì màu son khi trôi khá là đều và màu vẫn còn lại khoảng 60% lận. Vẫn rất là xinh nên cũng không có lo. Nhưng mà mọi người cứ đem theo son dặm lại trong ngày cho xinh hơn nha. Sáu là một màu đỏ trầm đậm thuộc tông lạnh và có base hồng. Màu này quá là quen thuộc cho combo nịnh da và trắng răng rồi. Một màu tuy phổ biến nhưng lại rất xinh và đặc biệt dễ dùng. Mấy bạn nam không biết mua màu nào tặng bạn gái thì cứ lựa với màu son an toàn giống vậy nè, đảm bảo là không bị fail đâu. Màu này thì mình thấy đánh giữa lòng môi thôi cũng đã đủ xinh và tươi tắn rạng rỡ rồi. Muốn lady quyến rũ hơn thì cứ đánh full môi là đủ đứng đều liền. Đây cũng là một màu có thể dùng cho bạn mộc ha. Mặc dù là chất son satin, chất son có hơi bóng nhẹ và có transfer ra nhưng bất ngờ là màu son giữ khá là tốt ở trên môi. Dù cho ăn uống thả ga thì son cũng giữ được tầm từ 5 tiếng trở lên và cuối ngày thì môi vẫn còn màu khá là bền, khoảng 40% màu son lận, màu kiểu stain nhẹ base tùy theo màu son á và nó ẩn ẩn. Tông đỏ thì sẽ có tint hồng, còn tông cam thì sẽ hơi ngả cam. Mọi người cứ yên tâm là không có màu nào bị tint sến đâu. Khá là ưng em này nhưng mà mọi người cũng nhớ là phải tẩy trang thật là kỹ nha. Tiếp theo là màu 308. Mình cũng không hiểu sao hãng skip qua số 307 mà chuyển thẳng sang 308. Chắc kỹ số 7 hay sao á. Nhưng mà nói chung thì cũng không quan trọng lắm. Từ màu 308 tới 311 thì phần nắp son được làm đồng bộ. Và màu 308 này thì là một màu có nhũ nha mọi người. Tiếp tục là nhũ ánh vàng đồng trên nền màu đỏ hồng hơi hẻ sang hôi nhẹ. Nếu như không thích đậm rõ tông đỏ quá như 306 hồi nãy thì mọi người có thể nghĩ qua màu này. Xinh vừa đủ và cũng rất là tôn da, trắng răng và không cần makeup đi kèm đâu. Em son này thì có giá thật sự rất là hạt dễ luôn. Giá ở trên Shopee mà mình mua thì sẽ dao động từ khoảng 140 đến 160 ngàn tùy vào cái đợt sale của hãng. Nhưng mà mọi người lưu ý là hãy mua ở gian hàng chính hãng của GC nha. Mình sẽ để link ở phần mô tả cho bạn nào hứng thú mua son này nha. Ba lẽ chính là tông cam nâu đất trầm ấm siêu trendy và hút mắt luôn nè mọi người ơi. Màu này thì kiểu giống MAC Marrakesh với lại Colourpop màu Ziggy á. Tông nâu cam này quá là xinh và hợp cho mùa thu đông sắp tới. Màu này sẽ cực kỳ hợp các bạn có da trung bình hơi ngâm. Nhưng mà yên tâm là mọi tông da vẫn có thể đánh xinh được em này. Thêm chút xíu má hồng tông hơi neutral ấm ấm nâu nâu là xịn sò liền. Điểm trừ duy nhất của son là do chất son khá là mềm.
nên có vài thỏi thì cái phần lõi son hơi bị nghiêng qua một bên và cạo vào cái thành son, làm son bị mòn mất một phần thân á. Nên nhìn tổng thể cái họa tiết khắc Ai Cập đó nó không có được liền mạch và bị mẻ đi một miếng, thì nhìn son nó không còn được đẹp nữa mọi người. Nhưng mà trong tổng 10 thỏi thì mình chỉ bị có 1-2 thỏi gì thôi à, với lại cũng một phần là do vận chuyển nữa. Nhưng mà đây cũng chỉ là một điểm trừ nhỏ nhỏ thôi, mình hoàn toàn có thể bỏ qua được phần đó. Ba 310 là tông hồng đỏ dâu ngọt ngào dễ thương. Màu son này sẽ nhẹ nhàng và đáng yêu hơn khi mà các bạn đánh kiểu lồng môi. Các bạn học sinh sinh viên cũng có thể tham khảo con màu này để dùng đi học cho nhẹ nhàng dễ thương ha. Ba 311 là tông cam san hô khá sáng và hơi neon nhẹ, nên sẽ khá kén tông da từ trung bình ngâm trở đi. Màu này thì sẽ hợp với các bạn có tông da trắng sáng hơn và cần có thêm nhấn nhá phần mắt, má đi kèm cho tổng thể không bị dìm tông da nha. Ok, chốt lại thì nhìn tổng quan 10 màu này chỉ có 2 đến 3 màu là hơi tươi sáng, hơi khó dùng một xíu thôi. Còn lại 7 màu khác đều thuộc các tông trầm ấm trendy, hợp xu hướng và rất dễ dùng, lại còn rất xinh xắn trên nhiều tông da khác nhau. Màu son lên đậm, chuẩn rõ và giá lại rất là hạt rẻ. Đặc biệt phần thiết kế của son quá là ấn tượng nên mình cho hẳn 9 trên 10 điểm luôn. Trừ một điểm lõi son hơi nghiêng bị cả son vô thành thôi. Ngoài ra thì mình hoàn toàn ưng bụng với chất lượng và màu son của cái bộ son lần này, và mình hoàn toàn ủng hộ mọi người mua dòng son này nha. Màu mình thích nhất là 303, 305 và 309. Link mua son mình sẽ để ở bên dưới phần thông tin mô tả, mọi người cứ bấm vô để xem thử ha. Yay, vậy là mình đã squat hết 10 màu son của GC lần này rồi. Lần đầu thử brand nội địa Trung mà ấn tượng khá là tốt đó. Cảm ơn mọi người thiệt nhiều vì đã xem hết video này nha. Đừng quên like và subscribe channel của mình nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.